Mời quý vị và các bạn tới dự lễ tổng kết 5 năm phong trào công tác hội của Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Sen Hồ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bà, các chị và hội viên phụ nữ, hôm nay Chi hội Phụ nữ thôn Sen Hồ tổ chức tổng kết 5 năm phong trào công tác hội. Để cho chương trình được sôi động, chúng tôi tổ chức văn nghệ chào mừng. Làng Sen Hồ là một làng quan nhiều thủ, cho nên là mỗi khi khách đến chơi nhà, đốt thang quản nước pha trà, em mời người xuôi. Trà này là thang lắm người ơi, mỗi người lứa chén cho chúng em vui lòng. Dù cho sức cả đã liền, để em đi lại phải tiền đỏ ra. Sáng tăng xuống sáng cả hàng đào, ba con người ngồi đấy hỏi đời nào khổ thông, nên chăm xe sầu chỉ hồng. Mời quý vị và các bạn đến với câu hát đến trên nhà dân ca văn hóa lời cử do chị hai chị ta trình diễn.
cùng thưởng thức. Chân đi.
Bên góc đá ven đường ai ơi đừng.
Chi hội phụ nữ Tổ Sân Hồ xin cảm ơn.